tham gia cùng với Ngọc Phượng trong chương trình ngày hôm nay vẫn là khách mời quen thuộc, Thạc sĩ Nguyễn Bách, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thưa quý vị, để tiếp tục thưởng thức những tác phẩm âm nhạc khi thì sôi nổi, lúc lại du dương, thì mời quý vị chúng ta hãy cùng với Thạc sĩ Nguyễn Bách tìm hiểu về tác phẩm tiếp theo của chương trình. Đó là bản Arioso của nhạc sĩ Bách ạ. Trong âm nhạc kinh điển thì Arioso là một tiểu phẩm thanh nhạc thường được dùng để hát ở trong một nhạc kịch tức là opera hay là thanh xướng kịch tức là oratorio. Có thể coi Arioso nó nằm ở giữa recitativo và aria. Recitativo là một đoạn hát kể, nó giai điệu nó không phức tạp, phần đệm nhạc cũng không phức tạp. Còn aria là một một cái tác phẩm tiểu phẩm thanh nhạc dùng để mô tả nhân vật, thì phần đệm nó phức tạp hơn. Thì Arioso nằm ở giữa, tức là phần hát không có phức tạp. Cũng chính vì hát đơn ca mà phần đệm không phức tạp đó, cho nên người ta thường đánh đồng Arioso với một cái thể loại nó gọi là recitativo accompagnato, tức là hát kể mà có phần đệm. Vào thế kỷ 16 thì Arioso không chỉ là một tác phẩm thanh nhạc mà còn được dùng như là một tác phẩm khí nhạc, tức là aria, recitativo, arioso vẫn được sáng tác cho khí nhạc. Thì một trong những cái arioso viết cho khí nhạc nổi tiếng nhất đó là của nổi tiếng nhất của Bach, Johann Sebastian Bach, đó là trích từ cái cantata mang tên là Ich stehe mit einem Fuß im Grab, tức là tôi đứng với một chân ở trong mồ. Đây là một cái bản cantata, tức là chúng ta hay quen gọi là đại hợp xướng hay là giáo trường ca, là vì cái đề tài nó về tôn giáo. Thường được dùng vào trong chúng ta sau cái mùa Giáng sinh, thì tới cái ngày lễ người ta gọi là lễ ba vua, thì lúc đó là hát cái bài này. Thì Arioso này được trích một phần từ trong đó. Xin được cảm ơn thạc sĩ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức tác phẩm này qua tiếng đàn contrabass của Quốc Nam với phần đệm đàn piano của Lữ Hiệp. Oh,